Chào anh em nha. Nay hai chồng mình nè về đi cắm câu nha, cắm câu cá trê nè, cắm theo cặp với con kinh nè, dòng cặp và lộ nè. Nè câu này nay là mình mới mua 30 cân, cắm một dế nha, cắm theo có cái con kinh này, câu này cặp và lộ của nhà mình nè, cắm dài coi tại vì thôi anh em thêm một coi cắm hai chồng mình cắm câu nha, có gì mai làm ẩm thực nấu ăn, còn không có cắm thêm bữa nữa cắm này. Vậy giờ mình đi cắm nha anh em. Dạ rồi, đây là cừng đầu tiên nha anh em. Cừng mà mình cắm dài hết 30 cừng này rồi là tối mình đi thăm mình quay cho anh em coi nha. Qua đây cắm thêm cần bên đây nữa đi, cắm đại đi, có không nữa. Thôi vậy thôi, mình cúp máy mình đi cắm cho lẹ nha anh em, tại giờ cũng 6:30 chiều rồi. Dính con rồi nè. Ở đây dĩ chưa? Quay xuống rồi. Đó, kìa dĩ chưa? Này chắc cá gô quá. Biết cái gì đây không biết. Rồi. Ở cách đi. Cách đi trời. Được. Có lấy được con cũng được. À, đặt cách đi. Ủa cá gô nè em ơi. Ôi, cái rô gì to kinh khủng rồi. Trời. Con cá gô nè em ơi. Nó bự muốn bằng tay anh luôn nè. Trời. Thấy chưa? Nè cái gô này là đầu vuông hay đầu tròn đây? Trời, cá nó bự. Được rồi, 9/3 con như vậy về là có tổ là ok luôn. 9/3 con như vậy là ngon rồi. Cái gô. Nó to à. Ít thôi. Thấy xong gần hết câu rồi. Con đi ăn. Lên ruộng rồi nghe mấy bạn, hồi chiều không có quay, thôi đi lên ruộng. Trời hết mồi rồi.
rớt rồi. Nước lớn thì giờ để cái câu cao lên. Còn đây hình như có một cần hay hai cần nữa. Rồi lên trên kia. Ồ, cần này nó dính vào đây nè. Ờ, à, còn dế. Đâu ta? Đến chiều cắm nha. Ồ, dính này em ơi, dính này rồi. Cá tê đây, cá tê đi con. Ủa cá tê em ơi. Đứng đó đi, đang đứng đó đây. Cá tê, cá tê. Cầm nó qua đi con. Nè, quay thấy không? Thấy không? Thôi để anh gỡ ra, để anh gỡ ra. Thôi, vô bản luôn. Anh lộ qua anh cắm sao, anh lộ qua anh cắm lại cho mấy anh em thấy dính được hai con. Đấy, dính được hai con nè, thấy không, cái thì trắng rồi. Em tắt đi để anh gỡ cá, em tắt đi. Còn cá rô nữa, cá rô này cũng bự này. Không, cũng được hai ngón rưỡi gần ba ngón tay. Thôi rồi em tắt đi đây. Rồi nó quấn cái nè. Ồ, cái lóc đồng nè. Rồi nuốt cái lưỡi luôn em ơi. Thôi em tắt đèn anh gọi. Ok anh em. Thế mình tắt đèn. Đến đây là trên đường về của mình nè. Trên đường về của mình là bà lộ. Hai chồng thăm hết câu rồi. Chín được mấy con rồi. Ngồi vô sáng cái mình quay lại cho mấy anh em coi. Thế mình cắm cặp bắc kinh. Kinh đường cặp bà lộ nhà mình. À, cặp bà lộ. Giờ này cũng 9 giờ mấy rồi. Xe ít chạy ở dưới quê mình xe giờ nó ít đi lắm. Đây là đèn đường nha. Mai cái mình chỗ nào mình đi nhổ á mình quay cho anh em coi. Có mình quay, còn không có rồi thôi. Rồi xong rồi mai mình rảnh á cũng có cá rồi. Cũng có cá rồi. Thôi mình mai chắc nấu canh chua đi. Nấu canh chua làm bữa cơm chiều. Thôi thì thôi chào anh em nha. Có gì mai mình nhổ cái mình quay cái số lượng cá cho mình. Nãy giờ thầm cũng được con cá trê, con cá lóc với được con cá rô, hai cá rô. Ừ, chào anh em nha. Giờ cũng tầm mờ sáng à. Sáng thì nằm cũng 6 giờ. Bây giờ mình đi nhổ câu nè. Bây giờ mình cho nó ngủ xíu rồi tối thức. Tối nhà có việc cũng thức hơn xưa.
rồi lại cá một câu. Dạ. Nó nhỏ nè. Cảnh vườn quê nhà mình. À, giờ mình đi ra lộ rồi, lộ xe sáng rồi. À, lộ xe chạy. À, anh em đi theo mình nha. Nào có mình đi, chừng nào dính cá mình không quay nha. Còn không dính thôi. Rồi. Anh em theo mình nha. Ở đây này đặt. À, cần này dính được con nè. Cần này dính được con nè. Thấy không? Đi nè. Đi nè. Ấy ạ, ấy ạ. Ấy ạ. Thấy không? Anh em thấy không? Cần này dính được con nè, cần. Cần này dính được con. Rồi, chẳng có gì thôi. Mình cỡ nha. Dính từ sáng nha. Đây nè. Nè. Câu nó ướt, nó ướt trơn nè. Không, ướt nhẹp hết trơn nè. Nè, ghi ghi nè, giật giật nè. Quậy từ hồi tối giờ. Bây giờ nó đừ hết rồi. Nè, cho cái cầu nè. Thôi mình gỡ luôn nha, có mình đi khó quay quá. Cái nào dính mình là mới quay được. Nãy không biết đâu mất tiêu rồi, cái gỗ rồi. Rồi mình tổng kết cá của mình lại coi được bao nhiêu. Này hồi tối nè. Này hồi tối nè. Ui xin. Ở trên có lóc ngoài. Có đèn nó ngoài nữa nè. Cái tên này mạnh kìa. Trời ơi, cá bắn được hả? Không được trời. Quay vô ai? Tối giờ được nhiêu này? À, mà tối giờ được nhiêu đây này? Thôi vậy được rồi, hồi cân được. Anh để cái xô này, anh tự xô ra, để cho lên cân tự xô ra. Đâu mất công. Thôi, vậy đó được rồi.